Xin chào quý khách hàng thân mến. Và ngày hôm nay thì Thu Hiếu được rất vui được gặp lại quý khách trong cái chương trình YouTube của Antech Pro. Và ngày hôm nay là Thu Hiếu xin review một cái sản phẩm mới của bên Antech Pro, đấy là cái sản phẩm gói độ combo gồm bọc ghế da này, bọc táp bi cửa, bọc táp lô và bọc hộp vịt tay, bọc cần số cho dòng xe là Toyota Camry bản xuất Mỹ đời 2009. Đấy, thì quý khách cùng xem cái quy trình và cái cận cảnh cái sản phẩm mà bên Antech Pro vừa bọc xong. Đấy, thì trước tiên thì em xin review cái sản phẩm là bọc ghế trước cho quý khách cùng xem này. Đây thì xin mời quý khách cùng xem ạ. Với cái gói combo này thì bên vị khách của bên em trước khi mà đến thì là cái xe của vị khách của bên em thì anh ấy là xe Camry đời 2009 thì cũng rất là sâu là cũ rồi, thì cái form ghế thường như là cái form ghế thì nó cũ và cái bộ ghế nó rất là nó bị nhăn nheo rồi nó bị rách hỏng. Thì đến với bên em thì bên em là cho thợ kỹ thuật là xem lại các cái kết cấu của cái ghế đấy, và cái ghế của anh thì là nó bị sập sệ, bị nhũn và cái lớp mút là nó lâu ngày nó bị vỡ ra. Thì là em trước khi mà bên em làm lên được một cái bộ ghế đẹp như này, rất là căng này, phẳng đấy, căng như thế này, thì cái bộ ghế này thì bên em cho thợ kỹ thuật là tiến hành là đắp lại mút đấy, đắp mút lại cho cái form ghế lại cho nó chắc chắn trước khi làm. Xong đấy thì bên em sẽ tiến hành đi đo và cắt may lại và may. Và cái chất và với cái dòng xe này của anh thì bên em là tư vấn cho anh và theo cái nhu cầu sở thích, kết hợp với nhu cầu sở thích của anh ấy nữa, là anh ấy thích là xe của anh ấy bây giờ là anh ấy đang làm màu xám ghi thì anh ấy thích sang đổi sang cái màu sáng hơn một chút, thì bên em tư vấn cho anh là làm cái màu là màu kem, màu vàng kem này. Thì nhìn màu này thì nó rất là sạch nhá, chứ nó không bẩn giống như là cái màu trắng đâu. Thì lên form thì nó rất là sáng và cái chất liệu mà anh lựa chọn là cái chất liệu là da Corona, giống như dòng da của Napa, nó như nó tốt hơn dòng da của Napa trên thị trường và nó là cái chất liệu là không vân đấy, và cái chất liệu là rất là mềm êm, độ bền của nó tầm được hơn 8 năm đấy. Và cái chất liệu này thì khi quý khách ngồi, đặc biệt là ngồi lên thì nó rất là mềm, mềm hơn hẳn cái chất liệu của da công nghiệp 1 vân to hàng chuẩn của Xích đấy. Và cái gói cái chất liệu này thì nó phù hợp với những cái dòng xe là trên hồng xe phổ thông hay là những cái dòng xe hạng sang thì người ta hay dùng đấy. Nó chỉ kém mỗi cái da dòng của Anh Quốc là 100% da bò thôi, cái dòng này nó đạt được 95% là da thật nên là ngồi rất là mềm và độ bền của nó cũng rất là cao. Đấy, chất liệu Corona của bên em vừa nhập được, bọn em đã sử dụng cho khách được hơn 1 năm rồi thì cũng được rất nhiều khách hàng đánh giá là rất là tốt về cái chất liệu này. Đấy thì là cái chất liệu này thì ngồi nó rất là mềm êm và nó đặc biệt nó cũng không mùi, nó phù hợp với những cái dòng xe được một chút hơn 1 tỷ đấy, sử dụng cái loại này đấy, kể cả những dòng xe chạy gia đình cũng phù hợp đấy. Thì cái và cái điểm của chất liệu của cái bộ ghế này thì là được may này, may thiết kế là may giống như zin theo cái form giấy cũ, nhưng mà trước khi may theo cái form giấy cũ thì bên em có độ lại cái khuôn mút ở bên trong rồi, lúc nãy em có review cho quý khách cùng xem rồi đấy. Thì độ vào cái khuôn mút và vẽ lại các cái khung này đắp lại thì nó cái chất liệu về cái khuôn ghế thì lúc nào nó cũng đầy đặn hơn và nhìn nó lên form thì nó mới được căng phẳng thế này. Và cái những cái về da đục lỗ này, bên em cũng sử dụng cái da đục lỗ để may này, gồm tựa lưng và đáy ngồi. Thì khi sử dụng cái chất liệu này thì ngồi nó phần đục lỗ thì nó sẽ mát hơn
nó tạo cái độ thông thoáng cho bề mặt của ghế ngồi, nó mát, không bị bí bách đối với trường hợp đi mùa đông đấy ạ. Mùa đông và mùa hè nóng thì ngồi nó không bị bí bách đâu. Cái gói độ này thì gồm có bọc ghế da này và bọc tapi, bọc tablo đấy, và bọc hộp tì tay. Thu Hiếu vừa review cận cảnh cái sản phẩm là bọc ghế da và các cái combo độ nội thất cho dòng xe Toyota Camry bản Xuân Mỹ 2009 làm trực tiếp tại xưởng One Tech Pro. Thì nếu quý khách nào mà đang có cái nhu cầu về bọc ghế hay là độ nội thất ô tô hoặc là đổi màu nội thất cho xe của mình thì quý khách là liên hệ trực tiếp đến cái số hotline của công ty là 0916 816 393 hoặc là 0913 651 544 để được trực tiếp chuyên viên One Tech Pro tư vấn và giải đáp cho quý khách. Nếu mà quý khách mà cần tư vấn về hợp màu phong thủy hoặc là những cái thiết kế mà nó hài hòa với cái xe của quý khách thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp với bên em có cái chuyên viên là chuyên về thiết kế, sẽ thiết kế cho quý khách một cái sản phẩm lên là làm sao nó đẹp, hài hòa với bên nội thất bên trong và nội thất bên ngoài, phù hợp với cái dòng xe của quý khách. Đấy, và những cái gói độ là bên em làm rất là nhiều gói độ thì nó miễn làm sao em tư vấn cho quý khách là nó phù hợp với cái dòng xe và cái túi tiền của quý khách ạ. Và nếu quý khách mà yêu thích cái video này của Thu Hiếu thì hãy like và chia sẻ nó giúp em. Và quý khách nào mà chưa nhấn cái nút đăng ký kênh để theo dõi cái kênh YouTube này thì quý khách hãy xem hết cái video này và nhấn đăng ký kênh và nhấn cái nút thông báo trên cùng để nhận ngay những cái thông báo mới nhất khi có cái chương trình khuyến mãi thì sẽ đến được đến và nhận những cái chính sách là khuyến mãi là lớn nhất tại One Tech Pro. Đấy. Và bây giờ thì Thu Hiếu xin kết thúc cái video tại đây, thì hẹn quý khách vào một cái video mới nhất lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.